Rồi, bao nhiêu trong số anh chị cảm thấy là ngày hôm nay rất là đặc biệt? Bởi vì sao ạ? Tại vì các anh chị đã có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay, ngay giây phút này đây các anh chị ha. Có thể là chúng ta phải, những anh chị mà có gia đình rồi thì cái giờ này thường là phải chăm sóc rất là nhiều cho con trẻ của mình đúng không ạ? Nhưng mà anh chị vẫn đang có mặt trong cái livestream này mà dành thời gian để phát triển mình lên mỗi ngày, lựa chọn cái buổi Zoom ngày hôm nay để có thể gọi là phát triển mình lên, có thêm những kiến thức mới, gia tăng giá trị nội tại của chính mình. Các anh chị hãy khen chính mình đi ạ. Hãy ôm lấy cơ thể của mình. Vì sao ạ? Vì các anh chị quá là tuyệt vời luôn. Bởi vì chúng ta đã bắt đầu có những cái sự ưu tiên, bắt đầu có sự ưu tiên cho sự thành công và giàu có của mình. Cũng như là bắt đầu nghiêm túc kiến tạo cái sự thịnh vượng của mình trong năm 2023 này. Nên chúng ta mới ngồi trong cái buổi Zoom thì giờ này đây cùng với Thư. Cái buổi livestream thì giờ này đây cùng với Thư. Thì chúng ta hãy vỗ tay và khen chính mình nha các anh chị nha. Vô cùng tuyệt vời luôn. Và gì ạ? Chúng ta cũng cảm ơn những người bạn đã gieo duyên, gửi cho các anh chị cái đường link hay tag anh chị vào phần livestream này ngày hôm nay. Gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến những người bạn của mình các anh chị ha. Người bạn của mình, nếu mà các anh chị biết đến livestream này thông qua những người bạn thì những người bạn đó chính là quý nhân của các anh chị đó. Bởi vì nếu mà không có họ thì chắc chắn là chúng ta không thể nào gặp nhau trong cái buổi livestream vô cùng đặc biệt này các anh chị ha. Đây là một cái livestream vô cùng đặc biệt các anh chị nha. Là chương trình xây dựng sự thịnh vượng cho chính mình trong năm 2023 này. Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn rằng trong 2023, năm 2023 này chúng ta có một cái sự phát triển vượt bậc, không chỉ là về tài chính, về tài sản mà là còn về sức khỏe hoàn hảo và có sự hòa hợp trong mối quan hệ cũng như gia đình của mình và có mọi điều mà chúng ta mong muốn thì comment tôi để cho Thư thấy được không ạ? Tại sao mà chương trình này Thư và các anh chị nhóm trưởng trong câu lạc bộ trong giới học tập của chúng ta lại tạo ra các anh chị? Là mong muốn, với mong muốn là giúp cho mọi người, càng nhiều người hơn tại Việt Nam và những người Việt Nam trên thế giới có một năm 2023 thịnh vượng hơn, giàu có hơn, thành công hơn, khỏe mạnh hơn các anh chị. Chính vì vậy mà nhóm học tập các anh chị nhóm trưởng Miss Thanh Tú chúng ta đã tạo ra ý kiến, đã tổng hợp những cái kiến thức vô cùng đặc biệt và cần thiết cho cái kết quả, để tạo ra được cái kết quả như Thư vừa chia sẻ các anh chị ha. Để giúp cho chúng ta có thể thay đổi cái hệ tư duy, hệ niềm tin cũng như là bắt đầu cho mình những cái thói quen ngay bây giờ và cho mình những cái hành động ngay bây giờ thì chắc chắn là các anh chị chúng ta sẽ cái phần còn lại của năm 2023 của chúng ta sẽ là một cái thời vượt bậc. Các anh chị sẽ có khoảng thời gian vô cùng vượt bậc trong năm 2023 này các anh chị ha. Nên là chúng ta nhớ cái sự không vui, cái sự mà không tích cực á, hãy bỏ nó qua một bên các anh chị ha. Các anh chị hãy bỏ nó qua một bên. Mà bây giờ bắt đầu chúng ta hãy chuyển hướng suy nghĩ của mình về suy nghĩ về những điều tích cực thôi. Thì chúng ta sẽ tái tạo được cái năng lượng của chính mình, thu hút thêm đến những cái năng lượng sạch, những cái năng lượng tích cực và rất là tuyệt vời luôn các anh chị ha. Và chúng
các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế, lập nên một cái hành trình thành công cho cái phần còn lại của năm, thời gian còn lại của năm 2023 này. Các anh chị ha, một hành trình thịnh vượng cho 2023 và bắt đầu từ hôm nay được không ạ? Rồi bao nhiêu trong số các anh chị sẵn sàng cho buổi chia sẻ tuyệt vời này thì comment nói tôi được không ạ? À, chính xác là như vậy các anh chị nha. Rồi thì hôm nay tôi chia sẻ luôn với các anh chị là chương trình sẽ, chúng sẽ giúp cho các anh chị đón nhận những cái tư duy, bởi đâu đó mình rất là tâm đắc những cái câu có một cái câu nói như thế này các anh chị, Miss Thanh Tú chúng ta đã đọc qua rất là nhiều cuốn sách và gặp rất là nhiều con người thì rút ra được một cái câu nói rất là tâm đắc mà Thư cũng như là những anh chị khác trong câu lạc bộ cũng rất là yêu mến Miss Thanh Tú, mà nên là cái gì mà Miss Thanh Tú chia sẻ và đã có kết quả trải nghiệm rồi, có kết quả rồi thì mọi người rất là an tâm để mà áp dụng nha các anh chị ha. Cái câu nói đó chính là những cái tư duy hiện tại, suy nghĩ hiện tại, những cái thói quen hiện tại, anh chị, những tư duy hiện tại, suy nghĩ hiện tại, thói quen hiện tại của các anh chị chỉ giúp của ta, của chúng ta thì chỉ giúp cho chúng ta có kết quả ngày hôm nay thôi, chỉ giúp cho chúng ta có kết quả ngày hôm nay thôi. Chính vì vậy nếu anh chị muốn có những cái kết quả mới thì chúng ta phải có suy nghĩ mới, những niềm tin mới, được không ạ? Thì trong xuyên suốt cái chuỗi livestream này, các anh chị ha, chúng ta sẽ xây dựng, cùng nhau xây dựng lại về hệ thống tư duy về tiền bạc, cũng như là bắt đầu có những cái định hướng mới làm sao để trong hai phần còn lại trong 2023 này, phần thời gian còn lại trong 2023 này chúng ta có những cái bí kíp nhằm gia tăng thu nhập của mình, gia tăng khối tài sản của mình lên anh chị nha, được không ạ? Đó, thương chúng ta đi cầu nguyện là năm nay con cho con giàu hơn, nhưng mà mình cầu nhiều năm rồi tại sao mình chưa có anh chị ha. Mình gửi cái gắn cái mục tiêu của mình cho vũ trụ rồi, mình cần làm gì nữa anh chị? Là mình cần phải hành động, mình phải có kế hoạch hành động các anh chị. Và cái điều mà chúng ta thấy chúng ta thiếu đó chính là chúng ta thiếu một kế hoạch hành động nha anh chị nha. Thật sự những anh chị em mà có mặt trong cái livestream ngày hôm nay là những người cực kỳ khát khao, cực kỳ khát khao luôn các anh chị. Phải nói là cực kỳ khát khao một cái sự thành công và giàu có các anh chị, nên thì giờ này đây là cũng khá là bận bịu đó, cũng chưa có thể là rảnh rang đâu, nhưng vẫn có mặt ở trong cái livestream này, nên nói là chúng ta không chăm chỉ, không xứng đáng thì nó không đúng các anh chị ha. Chúng ta rất xứng đáng trở nên giàu có, chúng ta khao khát trở nên giàu có, chỉ có điều chúng ta thiếu một con đường, một kế hoạch và cách làm, anh chị ha. Thì trong chương trình cái chuỗi livestream này Thư sẽ cùng các anh chị làm sao để chúng ta có thể lên kế hoạch hành động từng mục tiêu của mình đặt ra trong năm 2023 này luôn không ạ? Thứ nhất, chúng ta cần xây dựng lại cho mình những cái hệ tư duy, những niềm tin mới để chúng ta bắt đầu có những kết quả mới. Để có kết quả mới, chúng ta cần phải có thói quen mới, niềm tin mới, suy nghĩ mới, hành động mới. Chúng ta sẽ cùng nhau, bây giờ có niềm tin mới rồi, suy nghĩ mới rồi, thói quen mới rồi thì chúng ta cần phải làm gì? Cần phải có những hành động, lên kế hoạch hành động nha các anh chị nha. Nhưng chúng ta sẽ học được những cách thức làm sao mà mình gia tăng thu nhập, gia tăng khối tài sản của mình lên trong phần thời gian còn lại của năm 2023 này. Đó là một nội dung mà Thư cùng các anh chị nhóm trưởng. Đây là nội dung mà Thư sẽ đồng hành xuyên suốt với các anh chị trong cái chuỗi livestream này các anh chị ha. Và cái nội dung hôm nay chính là mục tiêu các anh chị. Có một điều cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là chúng ta phải biết rằng chìa khóa nào giúp chúng ta được
có được cái sự thịnh vượng trong phần còn lại, thời gian còn lại 2023 đây. Bởi vì anh chị cứ hiểu như vậy nào, chìa khóa anh chị nó sẽ đi với anh chị xuyên suốt trong hành trình thời gian còn lại 2023 này luôn, mà chúng ta chỉ cần nắm vững chìa khóa thành công này thôi anh chị nha, chúng ta sẽ có và năm 2023 phát triển vô cùng vượt bậc luôn. Bởi vì Thư cũng đã dựa vào và ứng dụng ba cái chìa khóa này vào chính kết quả của mình và Miss Thanh Tú của chúng ta, đặc biệt là Miss Thanh Tú của chúng ta anh chị nha. Miss Thanh Tú của chúng ta chính là minh chứng, ví dụ điển hình cho cái việc ứng dụng ba chìa khóa thành công này thì Miss Thanh Tú đã học được từ những người thầy thành công của mình, nên Miss Thanh Tú mong muốn lan tỏa cái giá trị này cho tất cả mọi người và Thư rất là được truyền cảm hứng từ cái lý tưởng của Miss Thanh Tú. Và đó là cái kim chỉ nam của Miss Thanh Tú và Thư khi mà đã áp dụng những cái công thức, những cái kiến thức mà câu lạc bộ nhóm học tập chia sẻ thì mình cũng muốn lan tỏa, tiếp tục nối tiếp lan tỏa những cái kiến thức này đến cho ngày càng nhiều người biết càng tốt anh chị. Thì kim chỉ nam thì lúc nào mình cũng nhớ về nó đúng không anh chị, và mình cũng thực hành nó anh chị ha, đúng không ạ? Thì cho phép Thư hỏi là bao nhiêu trong số anh chị ở đây, đây là lần đầu tiên anh chị biết đến Thư, biết đến câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng hay là biết đến nhóm học tập, nhóm đọc sách cho anh chị, thì comment giúp Thư phím số 1 anh chị nha. Các anh chị hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng lên đây những anh chị mà rất là mới, gương mặt đầu tiên xuất hiện, gương mặt lần đầu xuất hiện trong cái buổi chuỗi livestream ngày hôm nay. Thì vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Rồi Thư cũng xin phép 5 phút để chia sẻ cho các anh chị về Miss Thanh Tú là cái người đã tạo ra cái bộ công thức này các anh chị ha. Chúng ta không chỉ đồng hành một hôm nay mà chúng ta còn xuyên suốt nó là một cái chuỗi livestream tiếp, những cái livestream tiếp theo nữa các anh chị. Chính vì vậy đây là cái món quà vô cùng đặc biệt đầu năm dành cho các anh chị em trong nhóm tập của mình đúng không ạ? Cái món quà này để giúp cho anh chị kinh doanh lợi nhuận từ vị trí hiện tại của mình. Các anh chị có thể đạt cái mục tiêu ước mơ trong cuộc sống của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các anh chị biết đó, cái Sanh Tú người tạo ra cái bộ công thức này á, thì hiện tại bây giờ đã có rất là nhiều thành quả luôn các anh chị. Các anh chị cũng có thể được nghe chia sẻ trực tiếp từ Miss Thanh Tú trong những ngày cuối tháng 6 này. Miss Thanh Tú của chúng ta đang có cái chương trình chia sẻ bí kíp thịnh vượng các anh chị, diễn ra vào 20 giờ mỗi ngày và trên Zoom, nên là các anh chị nào mong muốn tham gia thì hãy nhắn ngay cho Thư để được hướng dẫn cách thức đăng ký tham gia các anh chị nha. Buổi Zoom vào lúc 20 giờ là buổi Zoom hoàn toàn miễn phí, là buổi Zoom trao các anh chị hoàn toàn miễn phí các anh chị nha. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này các anh chị. Được không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục nha. Thì Nguyễn Sinh Tú chúng ta cách đây nhiều năm cũng là một nhân viên bán hàng thôi các anh chị, với mức thu nhập chỉ có 3 triệu một tháng thôi các anh chị. Vì không có bằng đại học nha các anh chị, Miss Thanh Tú chỉ làm bán thời gian thôi, thì cho đến hôm nay Miss Thanh Tú đã đạt được một cái cuộc sống gọi là tự do về thời gian, tự do về tài chính, tự do về không gian. Và Miss Thanh Tú cũng sở hữu được cho mình rất là nhiều tài sản, bất động sản cũng như là ô tô vân vân, có những cái thành công về sức khỏe của mình và cũng như là mối quan hệ được không ạ? Vậy thì cái công thức nào để các anh chị một cách nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất, các anh chị cũng có được những cái kết quả giống như Miss Thanh Tú của chúng ta? Ừ.
từ cái vị trí hiện tại của mình, các anh chị ha, giúp cho các anh chị đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Vì món à, và cái món quà này á, thư xin Sơn Tú hay là thư xin dành tặng cho các anh chị trong cái chuỗi livestream này của mình được không ạ? Và thôi cũng xin kể sơ và chia sẻ sơ về Miss Thanh Tú của chúng ta các anh chị ha. À, Miss Thanh Tú tên đầy đủ là Huỳnh Ngọc Thanh Tú, hiện tại là một doanh nhân, nhà đầu tư, một huấn luyện viên cuộc sống. Trong hơn 3 năm vừa qua thì Miss Thanh Tú cũng cùng những người cộng sự của mình đã giúp hơn 3.000 anh chị thay đổi cuộc sống, à, trở thành người thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, và Miss Thanh Tú và những người cộng sự của mình có những cái xuất phát điểm khác nhau các anh chị nha. Có những anh chị chỉ là mẹ bỉm sữa thôi, có những anh chị mới là sinh viên vừa ra trường thôi, nhưng khi tham gia một câu lạc bộ, ứng dụng những kiến thức của câu lạc bộ thì đã phát triển cái thu nhập lên gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí có những anh chị ít nhân lên 50 lần các anh chị nha, vô cùng tuyệt vời luôn. À, thậm chí có những anh chị là doanh nhân thì tham gia vào câu lạc bộ phát triển, cái tốc độ phát triển doanh nghiệp cũng tăng rất là nhanh, rất là lớn, và không quan trọng xuất phát điểm của anh chị là đang ở đâu, được không ạ? Và cũng không quan trọng là anh chị là ai, anh chị đang sống ở đâu ở trên cái hành tinh này, quan trọng là anh chị có một thái độ học tập nghiêm túc, ghi chép, ứng dụng, có sự kiên nhẫn. Thì Miss Thanh Tú hay là Thư tin chắc rằng các anh chị cũng có kết quả thành công như là Miss Thanh Tú chúng ta, các anh chị nha, và các anh chị khác trong câu lạc bộ đã đạt được. Đó là một vài cái sự giới thiệu sơ về về Miss Thanh Tú chúng ta, các anh chị. Và trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo, có nhiều thời gian hơn, thì Thư sẽ kể cho anh chị nghe hơn nhiều về cái con người đặc biệt này, à, về Miss Thanh Tú của chúng ta các anh chị ha, và những cái kết quả thành công của Miss Thanh Tú để truyền cảm hứng cho các anh chị được không ạ? Rồi vô cùng tuyệt vời luôn. Vậy bản thân Miss Thanh Tú đã làm gì để xuất phát điểm 3 triệu và đạt được những kết quả như ngày hôm nay, một cái cuộc sống đầy mơ ước của mình? À, thì Thư sẽ chia sẻ lại những cái con đường, cái hành trình mà Miss Thanh Tú đã đi qua, có thể là từng bước để có một cái cuộc sống thành công, giàu có, hạnh phúc, được không ạ? Rồi nội dung này về Miss Thanh Tú chúng ta thì những anh chị nào mà đã học tập cùng nhau học tập đó, thì sẽ biết rất là rõ, nhưng mà nội dung này có thể là với các anh chị mới á, thì quan trọng nhất là anh chị ứng dụng ha, được không ạ? Ba cái chìa khóa nền tảng để giúp cho phần còn lại 2023 của anh chị á, thành công cách rực rỡ. Và ba chìa khóa này chính là kim chỉ nam của Đức Thanh Tú, của nhóm học tập của chúng ta luôn các anh chị nha. Chính là chìa khóa, cũng là chìa khóa của những người thành công trên thế giới luôn. Và có một cái câu nói mà Thu nhớ trong cái quyển sách Bí mật tư duy triệu phú có nói như sau là gì ạ? Nếu bạn chưa đạt được một kết quả nào đó anh chị, thì có nghĩa là có một điều gì đó bạn chưa biết. Việc của bạn là đi tìm cái người đã biết câu trả lời, đã biết cái điều ấy và hỏi họ, tìm những người đã đạt được kết quả, mục tiêu như bạn mong muốn, hỏi họ, được không? À, tìm những người đã đạt được cái điều mà mình mong muốn và hãy hỏi họ anh chị, thì bạn sẽ nhanh chóng đi đến những cái mục tiêu đấy. Nên đầu đây là cái chìa khóa nền tảng thành công của những người thành công các anh chị ha. Nên việc của chúng ta đó chính là học tập ứng dụng để giúp mình trở nên thành công. Ba cái chìa khóa này thôi thì năm 2023, không chỉ là 2023 mà những năm kế tiếp theo đây, anh chị cũng sẽ có những cái sự thành công và đạt những cái bước tiến rất vượt bậc, à, và đạt chính xác tất cả những mục tiêu mình đặt ra luôn. Vì à, khi Miss Thanh Tú mới phát triển bản thân đó, thì đây cũng là cái điều mà Miss Thanh Tú được học anh chị, cái nền tảng cơ bản
để đạt được cái thành công như ngày hôm nay. Vậy thì ba chìa khóa đó là gì? Thì Thư xin chia sẻ với các anh chị cái chìa khóa đầu tiên, đó chính là để anh chị thay đổi cuộc sống của mình, các anh chị là chúng ta phải liên tục phát triển bản thân của mình lên một cách liên tục. Anh chị, chúng ta phải phát triển bản thân của mình lên một cách liên tục, được không ạ? Các anh chị ha, chúng ta phải liên tục phát triển bản thân nha các anh chị. Thì ngày trước mới Thanh Tú tốt nghiệp cấp 3 xong là đi làm luôn, thì thời gian lúc đó Thanh Tú chỉ có ba lương chỉ có 3 triệu thôi các anh chị, vì thời gian lúc đó giá trị các anh chị biết là theo quy luật cân bằng mà, giá trị của chúng ta đến đâu thì thu nhập của chúng ta đến đó. Giá trị ở đây chính là giá trị nội tại các anh chị, là kinh nghiệm, tư duy, kỹ năng, giá trị mà chúng ta trao cho khách hàng của mình, được không ạ? Những cái năng lực mà anh chị có thể giúp cống hiến cho doanh nghiệp các anh chị, đó nó đến nó nhiều đến đâu thì anh chị cũng chúng ta sẽ xứng với cái mức thu nhập đó. Không thể nào mà cái khả năng anh chị 5 triệu nhưng mà anh chị có thể kiếm 10 triệu được đâu mà anh chị ha, được không ạ? Và Thư cũng tin chắc rằng là anh chị cũng như Miss Thanh Tú, lúc đây tức là chỉ có 3 triệu thôi các anh chị, thì trong 2 năm trời dù là bán hàng nhưng mà Miss Thanh Tú ở cái khâu là mặc dù là làm nhân viên bán hàng nha anh chị, Thanh Tú ở cái khâu là tư vấn khách hàng các anh chị, và không cũng không có đi đâu hết trơn các anh chị, chỉ có đi từ nhà đến chỗ làm, từ chỗ làm về nhà thôi, rất là xa, khoảng 45 phút một chiều đi các anh chị ha. Mà nếu như là không có kẹt xe đó các anh chị thì nên là cần phải di chuyển sớm, là đến làm sao đó để đến có mặt ở trong công ty là phải 8 giờ các anh chị, thì sau đó Thanh Tú sẽ làm việc đến 6 giờ chiều, nhưng mà có những ngày phải đi làm tăng ca để đủ số lượng đủ chỉ tiêu của ngày hôm đó, thì phải phải làm sao để đủ khách mà ngày mai gọi tiếp nữa các anh chị, thì cũng cũng như tư vấn thêm, thì có những cái hôm 6 đến 7 giờ luôn, và về đến nhà thì 9 đến 10 giờ rồi, cũng không có thời gian để trau chuốt bản thân hay là học thêm một cái kỹ năng gì mới luôn các anh chị, cũng không có đi ra ngoài luôn, không có làm gì, không có làm update những cái điều mới mẻ luôn. Các anh chị, và có một cái câu chuyện vui của Sinh Tú, đó là cái thời điểm đó có những người bạn cũ rủ Sinh Tú là đi uống cà phê, thì Miss Thanh Tú tới trước các anh chị, đó là cái quán cà phê Highland đó các anh chị. Thì người ta lúc đó là cái tự phục cái tự phục vụ anh chị,
order tại quầy xong rồi lấy tại quầy luôn. Order tại quầy rồi người ta sẽ ra nước cho mình tại quầy, mình tới đó mình lấy mình đem về cái chỗ của mình. Thì mấy thằng Tú tới 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 cái tiệm đó trước, tới cái quán trước, xong rồi ngồi đó ngồi hoài ngồi hoài mà không thấy ai ra hỏi mình cái gì luôn. Thì mới bắt đầu hỏi với bạn nhân viên, ủa sao chị tới lâu nãy giờ mà không có ai, mà không có cho order, cho chị order. Và thế là các bạn nhân viên mới giải thích, ủa chị ơi vậy em không có phục vụ đại bàn đó chị muốn order chị phải ra ra quầy chị order rồi chị thanh toán, người ta sẽ đưa cho chị cái thẻ rung, khi nào mà có nước thì nó rung rồi chị ra quầy chị lấy. Và lúc đó là Miss Xuân Tú rất là ngại luôn và đỏ mặt luôn, tại vì xe của Miss Xuân Tú là người Sài Gòn mà chạy xe biển số Sài Gòn, à nhân viên nhìn là người ta biết rồi, nhưng mà không biết đến cái việc này các anh chị đó. Nên là lúc đó Miss Xuân Tú cũng hơi 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 ngượng vì không, vì không biết, mình không biết cái điều đó. Nhưng mà giống như trong cái quán đó có mình Miss Xuân Tú là luôn không biết cái chuyện đó thôi á các anh chị ha. Đó mình Tú và đó cũng chính là một cái bài học cho Miss Tú vào thời điểm đó, là với Miss Tú bỗng nhận ra là ồ 2 năm qua mình đã ở đâu vậy ta các anh chị có hình dung ra được không? Trong rất là làm việc rất là chăm chỉ các anh chị ha, chỉ có vui đầu vào công việc thôi. Và Miss Thanh Tú nhận ra là mình trong 2 năm qua đã bỏ lỡ rất nhiều thứ các anh chị. Và có một cái điều lúc đó Miss Thanh Tú nhận ra khi mình sau cái trải nghiệm đó, thì Miss Thanh Tú đã bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn cho chính mình và bắt đầu tự nhìn nhận lại chính mình. Tại vì thời điểm mà Miss Thanh Tú đi học đó, là một học sinh vô cùng xuất sắc các anh chị, luôn luôn là đứng top trong lớp và top ở trong khối trong trường của mình, một cái học sinh rất là ưu tú mà được tất cả thầy cô yêu mến các anh chị. Nhưng mà khi mà nhìn lại từ cái sự kiện, cái trải nghiệm đi quán cà phê đó đã là một cái điểm đỏ ở trong một cái điểm nhóm ở trong cuộc sống của Miss Thanh Tú lúc bấy giờ, để Miss Thanh Tú nhìn lại là 2 năm qua mình có thật sự là đang phát triển hay không, không mình đã làm gì đó cuộc sống của mình các anh chị, giống như là một cái hồi chuông báo động vậy các anh chị. Và để tiếp tục cái câu chuyện này thì Thư và cái câu chuyện nó không chưa dừng lại ở đó các anh chị ha. Rồi nếu các anh chị muốn biết tiếp phần tiếp theo đó là gì, khi mà đặt câu hỏi đó ra rồi thì chuyện gì xảy ra tiếp đó, Thanh Tú đã làm gì, xin mời các anh chị có mặt trong cái livestream tiếp theo vào ngày mai chúng ta được không ạ? Rồi rất là tuyệt vời, rất là biết ơn các anh chị đã dành thời gian cùng Thư có mặt trong cái livestream này các anh chị. Rồi cảm hãy cho bản thân mình có lời cảm ơn, hãy ôm lấy chính mình và cảm ơn chính mình vì đã lựa chọn và cái sự phát triển thuận theo vũ trụ các anh chị ha. Rồi Thư xin chúc các anh chị là có một cái buổi chiều tối tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, vui vẻ, thành công trọn vẹn. Rồi, rất tuyệt vời. Xin chào, hẹn gặp lại.